Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 8 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng quý 1 năm 2024. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nơi lưu giữ hàng nghìn tài liệu hiện vật gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bảo tàng đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên. Tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án trên địa bàn. Qua đó, những mục tiêu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân dần được hoàn thành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm tại tỉnh Điện Biên, chiều nay đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1. Tham dự lễ viếng về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặt vòng hoa, dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1. Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính tri ân, đoàn công tác tỉnh Bắc Giang nguyện sống chiến đấu, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Sáng nay, Huyện ủy Mường Ảng đã tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với trên 230 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện cho 118 bản, tổ dân phố và cán bộ chủ chốt của 10 xã thị trấn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Giang Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ quan điểm, thể hiện tâm tư, tình cảm, góp ý đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện, đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đất đai, đô thị, quy hoạch, cơ chế chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới. Những ý kiến phát biểu của các đại biểu đã được lãnh đạo huyện Mường Ảng tiếp thu ghi nhận giải đáp, đồng thời khẳng định năm 2024 là năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm đã đề ra. Huyện mong muốn các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ chủ chốt 10 xã thị trấn cần tiếp tục phát huy vai trò, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng quý 1 năm 2024. Trong quý 1, cấp ủy tổ chức Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Rà soát sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định mới của Trung ương. Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đúng quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Quý 1, các cấp ủy đã kiểm tra 16 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 7 tổ chức đảng và 12 đảng viên, trong đó có 2 tổ chức đảng, 8 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, có vi phạm. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 9 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chỉ rõ một số khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác kiểm tra giám sát quý 1 năm 2024. Đồng thời đề xuất và thống nhất cao với các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý 2 năm 2024 với 11 nhiệm vụ trọng tâm. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Cấp ủy Tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trang bị những kỹ năng kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu tổ chức triển khai chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra năm 2024. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và kiểm soát tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc quyền quản lý. Tập trung tiếp nhận, giải quyết, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng. Quy chế hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và một số nội dung khác có liên quan. Tiếp tục chương trình giám sát, hôm nay đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Công an tỉnh Điện Biên, Ban An toàn Giao thông và Sở Giao thông Vận tải. Giám sát tại Công an tỉnh Điện Biên, sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh thông qua tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Công an tỉnh làm rõ thêm một số nội dung, công tác quản lý về hoạt động vận tải, dịch vụ vận tải, việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những bất cập liên quan đến văn bản chính sách pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện, khó khăn trong việc quản lý các phương tiện giao thông vi phạm, công tác phối hợp tuyên truyền việc xử lý nồng độ cồn, quy định xử phạt, đồng thời làm rõ thêm lý do ra quyết định không khởi tố các vụ tai nạn giao thông. Trong buổi chiều, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện giám sát tại Ban An toàn Giao thông và Sở Giao thông Vận tải. Báo cáo của Ban An toàn Giao thông và Sở Giao thông Vận tải thể hiện, từ năm 2009 đến năm 2023, các nhiệm vụ giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức được 17 cuộc tuyên truyền phổ biến tại 49 xã phường thị trấn với 4.470 lượt người tham gia, ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ cho gần 4.900 lượt người. Ban An toàn Giao thông cũng chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông đường bộ với hơn 165.000 người tham dự. Việc cấp đổi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật về giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định. Trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn đảm bảo không xảy ra các sự cố tai nạn giao thông đường thủy. Tại buổi giám sát, Ban An toàn Giao thông và Sở Giao thông Vận tải cũng nêu lên một số kiến nghị về việc tiếp tục ban hành sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt thông qua ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm, kiến nghị sát thực tế của Ban An toàn Giao thông, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, cũng như các đơn vị địa phương mà đoàn đã thực hiện giám sát, đồng thời thống nhất một số nội dung cần làm rõ và quan tâm hơn trong thời gian tới, như tháo gỡ khó khăn trong triển khai tuyến xe buýt mới, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, siết chặt quản lý, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông đường thủy. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét xây dựng dự án luật liên quan trong thời gian tới. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều nay đoàn công tác Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến trao tượng trưng tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã khái quát chung sự hình thành, phát triển và những đóng góp tích cực của đơn vị cho sự phát triển chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Điện Biên, điều kiện của các gia đình chính sách trên địa bàn nói riêng.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn của đoàn công tác dành cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo chưa đủ khả năng làm nhà ở trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy chính quyền địa phương sẽ chuyển tận tay các suất quà mà Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao tặng, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trao tặng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 3 nhà đại đoàn kết và 20 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 330 triệu đồng. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hậu kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hôm nay Sở Công Thương ra quân kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra hậu kiểm tra 12 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Trong đó tập trung kiểm tra việc duy trì các điều kiện, quy trình, chất lượng theo bản tự công bố, giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước đã cấp, phát hiện những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc của cơ sở trong quá trình sản xuất chế biến, kinh doanh hàng hóa thực phẩm, để đề xuất sửa đổi bổ sung, phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm tra về thủ tục hành chính gồm hồ sơ liên quan đến các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất kinh doanh thực phẩm, việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm lĩnh vực ngành công thương quản lý. Qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, đồng thời tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Điện Biên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, toàn huyện có trên 92.700 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cơ quan thường trực tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tích cực triển khai cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số cho người dân. Công tác thu chi trả được bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên kiểm tra, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổng số tiền chi trả bảo hiểm xã hội trong năm gần 147,6 tỷ đồng, chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 27,4 tỷ đồng. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Điện Biên tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Cơ quan thường trực chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc thu và có chế tài xử lý đối với các trường hợp trục lợi bảo hiểm. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2024. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vừa giới thiệu những tài liệu lưu trữ quý giá liên quan đến những sự kiện trên. Hiện Trung tâm đang bảo quản một khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu tái hiện về hoàn cảnh lịch sử, quá trình quân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường Điện Biên Phủ, như ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 12 năm 1953. Xe thổ của ta tiếp tế lương thực cho chiến dịch, ảnh cánh quân của ta đang đánh vào cứ điểm của địch tại Điện Biên Phủ, v.v. Tài liệu lưu trữ về hội nghị Geneva gồm những tài liệu hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử, như ảnh các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham dự hội nghị Geneva tại Thụy Sĩ. Đây là một dịp đặc biệt để tuyên truyền, mang đến đông đảo công chúng những tài liệu lưu trữ quý giá, phản ánh chân thực khách quan về những sự kiện trọng đại của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là công trình văn hóa, nơi lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình có kiến trúc hiện đại. Hình dáng bên ngoài được thiết kế là hình chiếc mũ nan phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Phần trưng bày được bố trí ở tầng 1 của bảo tàng với diện tích rộng 1.250 m², với gần 1.000 tài liệu, hiện vật, ảnh, bản đồ được tổ chức sắp xếp khoa học và mỹ thuật với sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Vào bảo tàng tôi thấy là tất cả những cái vật lưu niệm của bảo tàng tôi thấy rất đầy đủ, kể cả cái lịch sử từ khi mà Hồ Chủ tịch là ra sắc lệnh để chuẩn bị chiến dịch cho đến khi giải phóng mùng 7 tháng 5 năm 1954. Những cái vũ khí rất thô sơ mà chiến thắng những cái kẻ mà xâm lược cực kỳ hiện đại về mặt vũ khí. Điểm nhấn của bảo tàng là bức tranh panorama tái hiện lại toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan với 4.500 nhân vật cùng phong cảnh núi rừng. Tất cả đã tái hiện một cách trọn vẹn, liền mạch các trận đánh tiêu biểu theo diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo cho người xem một góc nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động kết hợp với âm nhạc hùng tráng. Mà thấy là cái toàn bộ cánh, tức là cái bức tranh của chiến dịch Điện Phủ này, thì mình lại nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy, nhớ lại được anh em hy sinh, anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay. Ngoài việc chú trọng công tác sưu tầm, lưu giữ, phát huy giá trị tài liệu hiện vật, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ không ngừng đổi mới hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên tại bảo tàng. Là một hướng dẫn viên của Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ thì bản thân tôi thấy rất là tự hào và vinh dự là những người được trao truyền cái giá trị lịch sử của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, cũng như là quảng bá về mảnh đất, con người, văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên. Và để kỷ niệm cho 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bản thân tôi cũng như là các hướng dẫn viên của Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, về kỹ năng, cũng như là những quá trình mà nắm bắt tâm lý của các du khách để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của du khách khi đến với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ cũng như tỉnh Điện Biên, để phục vụ đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan. Trong đó tập trung quan tâm vào đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên. Ngoài ra thì các công tác chuyên môn khác như là sưu tầm, kiểm kê, bảo quản cũng được tiến hành đồng thời để bổ sung những cái tài liệu hiện vật gốc, những câu chuyện rất là sinh động vào hệ thống trưng bày. Từ đó thì hướng dẫn viên, thuyết minh viên có thể xây dựng thành những cái câu chuyện truyền tải đến du khách một cách tốt nhất và sinh động nhất về chiến thắng Điện Biên Phủ. Là kho tàng lưu giữ những hình ảnh chân thực sống động về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ thực sự đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn, không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên. Đây cũng là điểm nhấn để tỉnh Điện Biên đưa du lịch lịch sử thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng lợi thế sẵn có trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, năng lượng, đô thị, du lịch, tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án trên địa bàn. Qua đó, những mục tiêu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân dần được hoàn thành. Nông lâm nghiệp là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Riêng năm 2023 đã thu hút và chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 3 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 1.300 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh là 30 doanh nghiệp. Trong đó, riêng Macca đã có 13 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng quy mô trên 61.200 ha. Tỉnh cũng đang nỗ lực đồng hành cùng các nhà đầu tư để triển khai dự án theo hướng tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Sau khi mà chúng tôi đầu tư cái dự án đầu tiên là 1.200 ha ở Bù Nhi thì cái việc thay đổi đầu tiên là cái việc nhận thức của người dân cũng đã thay đổi. Thứ nhất là nhận thức về vấn đề lao động, thứ hai nhận thức về vấn đề công ăn việc làm và cái vấn đề nhận thức về vấn đề ổn định cái vấn đề thu nhập cho người dân. Trong hơn 2 năm qua, tỉnh Điện Biên đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 42 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp, khu dân cư đô thị với tổng số vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng. Nhiều giải pháp đồng bộ được tỉnh triển khai,
trong đó chú trọng rà soát, ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ để thu hút đầu tư. Đồng thời, các địa phương dựa trên thế mạnh, kế hoạch, định hướng phát triển đã chủ động trong tìm kiếm, kết nối để doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát địa bàn, tổ chức hội thảo đầu tư, liên kết sản xuất. Tăng cường cái công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các dự án được chấp thuận đầu tư nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cái vi phạm, tạo sự bình đẳng, công bằng và nghiêm túc trong cái hoạt động đầu tư. Thời gian tới, để thu hút đầu tư đáp ứng được kỳ vọng, tương xứng với tiềm năng lợi thế, tỉnh Điện Biên sẽ đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các địa phương với việc thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư từ khi khảo sát lập dự án, xin chủ trương đầu tư đến khi triển khai thực hiện và kết thúc dự án. Tỉnh cũng sẽ xây dựng những cái chính sách riêng của tỉnh để mà hỗ trợ cho các nhà đầu tư, ví dụ như là hỗ trợ về cơ sở tầng, hỗ trợ cơ sở tầng để mà các nhà đầu tư có cái cơ sở tầng đấy để mà có việc đấu nối về hệ thống giao thông đến các đô thị, đến các khu nghỉ dưỡng, đến các khu vui chơi giải trí của các nhà đầu tư ra. Chúng tôi xác định là sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, chủ yếu các nhà đầu tư là về khu du lịch nghỉ dưỡng, rồi là khu vui chơi giải trí của các đô thị. Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn trong thu hút nguồn vốn đầu tư, tuy nhiên cũng có nhiều lợi thế từ lĩnh vực đầu tư rộng cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương trong quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách chính sách, thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào địa bàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.